là Nguyễn Thị Thu Thủy. Trong năm tài chính,
tố Murder Demaro, Trịnh Thái Hương và Hoàng Minh Lễ được bảo trợ bởi Platinum Sang Dùng Thánh. Và xin chúc mừng Murder Demaro, Trịnh Thái Hương và Hoàng Minh Lễ. Chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của chúng tôi trong năm 2019.
tôi sẽ hoàn thành mục tiêu đoàn mình ạ. Ngày hôm nay chúc các chị ở đây hạnh phúc và vui vẻ và gặp nhiều may mắn ạ. Trịnh Thái Hương vào vòng đứng lễ và ngay sau đây xin mời phát biểu của Founder Emoro Hồ Chí Dũng và Trần Thị Thủy Liên. Đầu tiên nữa rồi, cảm ơn bạn nhóm tập học về tất cả các chị lãnh đạo nhà phường phối và toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Để tôi được ngày hôm nay xin cảm ơn người đã mang cho mình cái áo mà lại nhìn đẹp ha. Và cảm ơn cái người thầy có quốc tế là cô Hồ Đi Sĩ và học thầy PVG. Tính đến hôm nay thì Dũng đã ở trong ông quay được 11 năm 19 ngày. 11 năm 19 ngày. Nên tới hôm nay có 3 điều muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị. Điều đầu tiên đó là sự nghiệp ông quay là một cơ hội rất công bằng. Năm xưa tôi cũng như các anh chị ngồi bên dưới và hôm nay tôi đã ở trên này. Tôi tin rằng các anh chị một ngày nào đó các anh chị sẽ đứng trên đây, các anh chị sẽ rất cung, nhưng mà các anh chị sẽ rất thích, đúng không ạ? Điều thứ hai ở cơ hội kinh doanh Amway này đó là có người giúp, có người hướng dẫn, không chỉ có tiếng trên còn có ban giám đốc công ty Amway và toàn thể nhân viên Amway. Nên chỉ cần các anh chị có giấc mơ, các anh chị có mục tiêu, chắc chắn các anh chị sẽ thành công. Điều thứ ba rất quan trọng, cho dù có tất cả các sự hỗ trợ từ công ty, từ chuyên trên, nhưng quan trọng vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân các anh chị. Bằng những việc rất đơn giản, chúng ta đi tìm khách hàng, chúng ta chia sẻ sản phẩm cho họ và chúng ta chăm sóc họ, để tới có một ngày họ muốn kinh doanh Amway thì các anh chị hãy bảo trợ cho họ. Sự nghiệp Amway rất đơn giản nhưng có thể nó không dễ dàng. Tuy nhiên nếu tất cả chúng ta hợp lực lại với nhau thì chúng ta có thể tạo dựng một tương lai tươi sáng cùng Amway. Một lần nữa các anh chị hãy hợp sức cho một tràng vỗ tay lớn nhất cho chính bản thân các anh chị ạ. Cảm ơn các chị. Và bây giờ tôi có tập sức của hai chị Hương và anh Lệ. Trước khi chúng tôi đi xuống sân khấu, chúng tôi muốn cùng nhau gửi hai câu cho tất cả các anh chị. Anh chị chuẩn bị xong chưa? 2, 3. Chúng tôi đã được tất cả